Xin chào mọi người, hãy lấy đủ đồ ăn thức uống và quay lại với video của AL Anime và theo dõi tiếp những diễn biến chính của Fairy Tail nhé. Tập 7, Natsu cùng với Happy đã chạm mặt với Piro ở trái đất. Hắn cưỡi trên một con bạch tuộc khổng lồ. Trận chiến càng khó nhằn hơn khi mà Hỏa Long còn phải chiến đấu với cả tên Sugar Boy. Mọi đòn tấn công mà Natsu tung ra đều bị thứ chất nhầy kỳ lạ của hắn nuốt chửng. Lucy và Michelle đã may mắn thoát chết nhờ vào tinh linh Bạch Dương. Cô nàng liền dùng chìa khóa hoàng đạo triệu hồi Kim Ngưu biến thái để chiến đấu với Hugh. Lucy đã bắt bài được cô ta, thứ vũ khí mà Hugh đang cầm trên tay không thể điều khiển được các tinh linh. Tuy nhiên, đang chiến đấu ngon lành thì con trâu biến thái lại nổi máu mê gái khiến cho Lucy phải đau đầu. Nhóm tóc vàng liền triệu hồi tinh linh bò cạp thay thế cho Kim Ngưu. Trong lúc đó, Piro cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn ngay bên dưới khu rừng và đáp xuống. Nguồn sức mạnh to lớn ấy không ai khác chính là Gira, pháp sư cấp F mạnh nhất của Fairy Tail. Hai đối thủ đang đối mặt cực kỳ ngầu lòi thì cha nội phóng viên của tuần báo pháp sư chen ngang làm cho mọi chuyện trở nên chất quốc à. Tuy nhiên cả hai chiến binh dường như chẳng quan tâm cho lắm. Gira không chờ đợi đối phương ra tay trước liền đánh phủ đầu. Nhưng mà Piro với thứ pháp thuật kỳ lạ của hắn đã vô hiệu hóa đòn tấn công của ông chú già và chuyển hướng chúng đi nơi khác. Dù đã nắm thóp được đối thủ nhưng mà Lucy chẳng khá hơn là mấy. Hugh dường như đã biết cách để chiến đấu với các tinh linh của nhỏ tóc vàng này. Trong khi đó, trận đấu của Natsu càng lúc càng nóng hơn. Chất nhầy của Sugar Boy hấp thụ lửa của Hỏa Long và sử dụng được các đặc tính mà nó đã hấp thụ. Các pháp sư của Fairy Tail đang gặp khó khăn trên tất cả các mặt trận. Ngay cả với một pháp sư mạnh như là Gira cũng đang bất lợi trước tên Piro Battle. Natsu đã nhờ Happy đưa bản thân lên trên không và thả rơi cậu ta vào thẳng đống bầy nhầy của Sugar Boy. Từ bên trong cơ thể của chất nhầy Hỏa Long giải tỏa tất cả sức mạnh của mình nhằm cho nó hấp thụ và khiến nó quá tải. Tình huống lại trở nên chớ trêu hơn khi mà cả Natsu và Sugar Boy đã bị kết dính lại bằng chính thứ chất nhầy đó. Cả hai cùng nhau giằng co, thằng nào lì lợm hơn sẽ là người chiến thắng. Gã phóng viên tào lao đã tiết lộ thân phận của Piro. Gã nói rằng tên bạch tuộc thuộc quân đoàn Legion là đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của giáo phái Gentopia. Tuy nhiên, các pháp sư Fairy Tail không rõ vì sao chúng lại nhắm đến Lucy. Piro nói rằng nhóm của hắn chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mà tổng giám mục giao cho và việc này có liên quan đến một cuộc thánh chiến. Trận đấu một lúc càng một căng hơn thì Gray xuất hiện và hỗ trợ cho Natsu. Cùng lúc đó, Eraser đã đến và hỗ trợ cho Gira. Tuy nhiên, ở phía Lucy thì không có ai hỗ trợ. Kỹ vật của bố cô đã bị Hugh cướp lấy mất. Tập 8. Các nhóm pháp sư của Fairy Tail đã thất bại trong việc ngăn chặn âm mưu của quân đoàn Legion và kỹ vật của Lucy đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, trong số họ chẳng ai chịu thua một cách dễ dàng như thế. Sớm thôi, họ sẽ trả đũa gấp trăm lần thất bại này. Sau khi tìm hiểu, bọn họ biết được rằng quân đoàn Plagon đang âm mưu thực hiện một cuộc thánh chiến và thứ cần có là chiếc kim đồng hồ kỹ vật của bố Lucy để lại. Ngoài ra, không chỉ có chiếc kim đồng hồ mà còn có những bộ phận khác để hoàn chỉnh một chiếc đồng hồ. Đơn vị thực thi bắt giữ đang đóng tại một nhà thờ bị tình nghi sẽ là mục tiêu của những kẻ bí ẩn. Nhưng có vẻ bọn chúng đã đến trước một bước và phá hủy được nhà thờ này. Một kẻ có tên là Jackpot là người đứng sau các vụ tấn công, nhưng hắn đã trốn thoát được bằng thứ ma thuật kỳ lạ. Về phần của ông chú Gira, sau khi biết Kana là con gái của mình, ông chú ngồi lầu này bỗng dưng trở thành Hello Kitty lúc nào không hay. Để tìm thông tin về kỹ vật mà bố Lucy để lại, nhóm phá hoại đã đến dinh thự của nhà nhỏ tóc vàng để tìm manh mối. Nhóm phá hoại muốn tìm kiếm bất kỳ thứ gì có liên quan đến đồng hồ trong căn dinh thự này. Lucy nghĩ ngay đến căn phòng của bố cô có thể sẽ là một chút thông tin. Mitchell đã tìm được một cuốn sách và có vẻ nghi ngờ với những trang sách trống rỗng này. Nhóm tóc vàng liền triệu hồi tinh linh Frost và nhờ ông ấy giải mã quyển sách. Tuy nhiên, ông ấy nói rằng đó chỉ là một cuốn sách mà bố của Lucy tự tay làm và không có gì hơn trong đó. Cả nhóm nghĩ rằng rất có thể cái tên trên bìa sách chính là mật mã nếu họ dùng phép đảo ngữ để đọc chữ. Sau một thời gian giải mã thì Lucy đã có một manh mối đầu tiên. Lời giải dẫn đến hai cuốn sách khác có tên là Cuộc đời của chiếc đồng hồ và Chìa khóa tinh không đều có cùng tác giả là Will Neville. Khi nhìn vào bên trong cuốn sách, Carla cảm nhận được ảo ảnh khiến cô hoảng sợ. Cánh cửa phòng bỗng dưng bị phá hủy, kẻ xuất hiện sau đó chính là một Isid. Hắn ta đã tính toán và chờ đợi nhóm phá hoại từ trước tại dinh thự này. Natsu, Eraser và Ray liền tấn công như một kẻ khác cũng lộ mặt sau đó. Chỉ bằng chiếc khiên anh ta đã đánh bật tất cả đoàn tấn công mà nhóm phá hoại tung ra. Cả hai đều là người thuộc quân đoàn Legion. Cơ mà đang chiến đấu thì gã chiến binh kỳ dị lập tức dừng trận đấu và cưa cẩm Lucy. Eraser lên lệnh cho Natsu và Ray bảo vệ cho cô bé tóc vàng nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Nhưng ma thuật kỳ lạ của Dan khiến cho Titania gặp khó khăn khi mà anh ta có thể khuếch đại hoặc là thu nhỏ bất kỳ vật thể hay là pháp thuật nào. Natsu bị anh ta đâm trúng chính diện và văng ra khỏi dinh thự. Ngoài ra, cơ thể của thằng Hỏa Long cũng đã bị thu nhỏ. Tệ hơn nữa là cậu còn bị Happy mập mạp đè qua người. Nhóm pháp sư Fairy Tail lại một lần nữa thất bại trong trận chiến với quân đoàn Plagon. Tên Isid ngạo mạn đã hoàn toàn ghi nhớ được những thông tin mà Lucy cất công cực khổ mới thu nhập được.
căn dinh thự của bố cô cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Tập 9. Mọi người ở hậu quán có vẻ thích thú với dáng vẻ tí hon của nó sư. Trong lúc đó thì nó sư dường như đã tìm hiểu được manh mối mà bố cô để lại qua cuốn truyện trẻ con Chìa Khóa Tinh Không. Câu chuyện kể về một cô gái tìm kiếm 6 chiếc chìa khóa để có được hạnh phúc, nhưng cuối cùng cô lại đem đến vận rủi và nỗi buồn cho mọi người xung quanh. Lucy cho rằng chìa khóa tinh không chính là phép ẩn dụ của chiếc đồng hồ. Chiếc kim đồng hồ chính là chìa khóa đầu tiên, còn lại 5 bộ phận của chiếc kim đồng hồ đang được giấu ở đâu đó. Quân đoàn Bergen có thể cũng đã biết vị trí của 5 mảnh đồng hồ. Để ngăn hỗn loạn xảy ra, họ cần phải chạy đua với thời gian. Nhóm Fairy Tail đã chia thành nhiều nhóm khác nhau để tìm kiếm những bộ phận còn lại của chiếc đồng hồ. Shadowgear và Blayley trở thành một nhóm và họ đang tìm kiếm một người nào đó trước khi tìm kiếm mảnh vỡ. Nhóm của Gray đã có thêm một thành viên bất đắc dĩ khác, chính là Vrion. Cậu ta lo rằng thằng khóa khân sẽ cướp lấy trái tim của Juvia nên là đòi đi theo. Nhóm tìm kiếm của Lucy và Nasu giờ đây đã có thêm cậu bé Romeo trợ giúp. Người mà nhóm Shadowgear muốn tìm không ai khác chính là Gazier. Sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Lasset, anh ta đã tìm kiếm một ngọn thác và luyện tập tăng thêm sức mạnh. Nhóm của Erosa thì vô cùng nhàn nhã. Cô cùng với Wendy và Kana cho rằng họ nên có một buổi dã ngoại trên cánh đồng xanh mát mẻ để thư giãn trước khi tìm các bộ phận của đồng hồ. Tuy nhiên, một toán cướp xuất hiện phá hủy buổi dã ngoại trong mơ làm Erosa tức điên lên. Vrion vì muốn thể hiện tình cảm của mình nên mới xuất hiện trợ giúp cho Gray. Đối với cái thằng khỏa thân thì việc xuất hiện thêm một kẻ phiền phức chỉ làm cho cậu thêm khó chịu. Nhóm cuối cùng là gia đình nhà Mirage. Bọn họ cũng như Erosa chọn cách thư giãn ở một vách đá trước khi tìm kiếm mảnh vỡ của đồng hồ. Thông tin về việc Fairy Tail đang tìm kiếm những mảnh vỡ của các đồng hồ đã bị lộ ra ngoài. Bằng chứng là nhóm khảo cổ trên tàu đã biết về việc đó và nói với bọn họ. Nhóm khảo cổ cho rằng Fairy Tail nên dừng việc tìm kiếm những mảnh đồng hồ lại vì việc đó sẽ khiến cho những di tích bị phá hoại. Nhưng vì di nguyện của bố cô suốt 7 năm trời chờ đợi, nhóm tóc vàng không thể từ bỏ việc tìm lời giải bên trong kỷ vật của bố. Nhưng khi thấy nó sư gặp nạn, nhóm nhà khảo cổ này đã lao xuống biển và cứu cậu ra ngoài giúp cho hỏa long hóa giải trạng thái tí hon. Thật ra nhóm khảo cổ này chính là bạn của bố Lucy. Sau khi nghe câu chuyện của cô, họ đã động viên cô tiến về phía trước. Tập 10. Sau khi vượt qua một quãng đường dài trên biển, nhóm của Lucy đã lạc vào một sa mạc cát mênh mông. Giữa sa mạc ấy có một cổ vật có hình thù kỳ lạ, phía trên nó có một lỗ khóa. Nhóm tóc vàng liền dùng chìa khóa hoàng đạo triệu hồi tinh linh cự giải để anh ta mở khóa thứ kỳ lạ này. Điều này đã thành công, nhưng mà sau đó đã có một trận cát lún xuất hiện và cuốn cả nhóm đi. Nhóm tình Tây Ba cũng đã tìm được nơi cho là đang cất giữ một mảnh của đồng hồ. Một con người đá khổng lồ xuất hiện và bảo vệ cổng vào. Sau khi phối hợp với nhau, bộ ba tình địch đã thành công chiến thắng người đá và mở được chiếc cổng. Bên trong là tàn tích của một nhà thờ. Xung quanh là vô số những tảng đá kỳ lạ đang bay lơ lửng có chạm khắc biểu tượng của Zentopia. Sau khi dùng pháp lực để di chuyển tảng đá, họ cho rằng đây là một câu đố cần phải giải. Nhờ sự trợ giúp của Juva, cuối cùng họ cũng đã thành công giải được câu đố. Trong lúc đó, nhóm của Nasu cũng đã rớt xuống một tàn tích nhà thờ khác của Zentopia. Những tàn tích này là những nơi được gọi là mộ thánh, thứ chỉ được ghi lại trên sử sách. Điều này chứng tỏ nhóm của họ là những người đầu tiên đến được đây. Lucy vì thấy mấy tay chân đã vô tình kích hoạt những cơ quan của hầm mộ này. May mắn là họ đã nhanh trí trốn vào bên trong miệng của những bức tượng hình mặt người để tránh bị cơ quan biến họ thành một đống thịt bầy nhầy. Vẫn chưa học được bài học một lần nữa, nhóm tóc vàng lại báo hại cả nhóm. Nhưng lần này thì miệng và mũi của những bức tượng đã bị bịt kín. Nhóm của Lucy không còn đường nào để thoát thân. Phá hoại xong một mình trốn trong cái đồng hồ, coi nó còn chút liêm sỉ nữa không mọi người. Rất may, sự nữ đã tự mở cổng hoàng đạo và xuất hiện cứu cánh cho cả nhóm kịp thời. Nhưng mà rơi ở cái độ cao này không biết có toàn thay hay không nữa. Nhóm tình Tây Ba sau khi giải được câu đố đã đưa họ đến cánh cửa tiếp theo. Một lần nữa, bằng pháp lực Gray và Juvia đã di chuyển những tảng đá thành một con đường. Mảnh đồng hồ rất có thể đang ở đầu bên kia, nhưng mà Sugar Boy đột nhiên xuất hiện và cản mũi bọn họ. Hắn đã theo dõi nhóm của Gray và muốn phục kích để cướp lấy mảnh đồng hồ. Juvia và Leon đã bị hắn ta sử dụng chất nhầy để khống chế. Không thể để cho hắn ta có được mảnh đồng hồ, Gray đã đuổi theo hắn ta. Các viên đá được nối thành một dãy và phát sáng lên ký hiệu của Zentopia. Tại giữa ký hiệu này, mảnh đồng hồ thứ hai cũng đã hiện ra. Trận chiến của cả hai chuẩn bị bùng nổ, nhưng mà Sugar Boy thấy thằng khóa thân cởi đồ thì ngay lập tức bị bẻ cong lúc nào không hay. Nhóm của Lucy lúc này đã rơi xuống một tầng khác của mộ thánh. Lần này đến lượt thằng hỏa long tái mấy tay chân khi mà đập vỡ một bức tượng. Một hòn đá lăn khổng lồ từ đâu xuất hiện đuổi cả nhóm chạy tụt quần. Khi mà họ qua một khe cầu bằng đá, một viên đá khác cũng đang đi theo hướng ngược lại. Rất nhanh bọn họ đã nhảy xuống dưới nhưng lại rơi vào một tình huống trớ trêu khác. Trận chiến giữa Gray và Sugar Boy càng lúc càng căng thẳng. Hai người họ đều cùng chạm vào mảnh đồng hồ và bị dịch chuyển đi đâu đó. Trong lúc giằng co mảnh đồng hồ, gã bóng bảy liền lợi dụng lúc thằng khóa thân không để ý liền dùng pháp thuật đánh lén. Juvia cùng với Leon đã kịp thời xuất hiện và hỗ trợ cho Gray. Bọn họ dùng đòn phối hợp đánh bại gã bóng bảy và thành công lấy được mảnh đồng hồ. Ở tầng sâu nhất của lăng mộ, nhóm của Lucy đã chạm mặt với hai thành viên khác của quân đoàn Plagon. Tầng 11.
Coco và Dan là hai chiến binh của quân đoàn Plagon đã đến trước nhóm của Lucy nhờ vào tiên đoán của Isis Samuel. Gã chiến binh vừa gặp nhỏ tóc vàng thì chứng mê gái lại bùng phát. Nasu dù đã cố gắng tấn công nhưng mà chiếc khiên ma thuật của anh ta đã phản lại tất cả các đòn tấn công pháp thuật của cậu. Dan lại tiếp tục dùng pháp thuật thu nhỏ tấn công loạn xạ cả lên. Không may cô nàng Lucy đã bị dính trưởng và bị thu nhỏ lại. Anh ta tiếp tục đánh loạn xạ cả lên nhằm vào hỏa long. Nhỏ tóc vàng liền triệu hồi tinh linh nhân mã ra hỗ trợ nhưng mà cả tinh linh của cô cũng đã bị thu nhỏ. Michelle bỗng nghĩ ra kế hoạch có thể khiến Dan dừng tay, đó chính là tổ chức một buổi đám cưới dành cho Lucy và anh ta. Quả nhiên với cái tính mê gái hơn mạng sống thì bị lừa cũng là tất nhiên. Romeo đã dùng ngọn lửa siêu thối của cậu nhóc làm cho Dan bị phân tâm và cứu được nhỏ tóc vàng. Chưa dừng lại ở đó, một lần nữa Dan lại dùng ma thuật nhắm về phía của Happy nhưng vô tình anh ta đã làm cho Happy trở nên khổng lồ hóa. Nasu sợ hãi nhanh chóng chạy thoát nhưng mà kết quả vẫn phải nằm dưới chân của con mèo béo ú này. Những nhóm còn lại vẫn chưa tìm được tàn tích chứa những mảnh đồng hồ. Băng mong lắc theo dõi nhóm Erza nhằm âm mưu thực hiện một điều gì đó. Happy khổng lồ vì quá phá hoại nên là Dan đã biến chú mèo béo ú trở lại hình dạng như cũ. Lucy đã nghĩ ra cách tìm mảnh đồng hồ thông qua cuốn sách, còn Nasu đảm nhận nhiệm vụ ngăn cản gã chiến binh mê gái khó chịu kia. Nhóm của nhỏ tóc vàng trong lúc tháo chạy đã rơi vào một cái cơ quan. Coco trong lúc đuổi theo cũng đã rớt xuống đó. Lucy cùng với Coco đã bị rớt xuống một đường hầm sâu hơn nữa. Nhỏ tóc vàng cố bắt chuyện với cô bé để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Do bất cẩn, Lucy đã đạp phải một cái cơ quan khác nhưng mà cô bé đã kịp thời cứu nguy. Cả hai dường như đã hiểu nhau thêm một chút khi mà cô bé tóc vàng kể cho Coco nghe về bản sao của cô bé ở thế giới Eptola. Hai người họ đi đến cuối đường hầm. Lần này đến lượt Coco tò mò kích hoạt một cái bẫy khác khiến cho đống đất đổ xuống và đè lên người cô bé. Romeo, Happy và cô em gái đã tìm thấy Lucy nhưng nhỏ tóc vàng không muốn bỏ mặc Coco. Lucy đã kéo cô bé ra khỏi đống đổ nát và băng bó cho cô bé. Nhóm Sarogi và Gazir đã đến được nơi cho rằng đang cất giấu mảnh đồng hồ, tuy nhiên họ lại chẳng thấy manh mối gì. Thiết Long dùng sức mạnh của mình đào đống đất đá ấy lên vì nghĩ thứ mà cả nhóm đang tìm được chôn cất sâu ở dưới. Nhóm của Erza đã tìm đến một thư viện cổ của Zentoria, nơi lưu giữ hàng nghìn loại sách nhưng mà có gì đó hơi lạ. Trận đấu của Nasu lúc này cũng đã đến cao trào, liệu ai sẽ là người thắng cuộc? Và video lần này vẫn còn nha, tập 12. Nhóm Lucy theo cuốn sách đã đến được một thánh đường của giáo phái Zootopia. Cùng lúc đó thì nhóm của Erza đã tìm được một thứ kỳ dị bên trong thư viện cổ. Sau khi lấy kiếm của mình đâm thử vào thứ bóng bẫy kia thì băng mông lắc đã lộ diện. Từ lúc băng mông lắc xuất hiện, nỗi ám ảnh đã luôn theo đuổi Kala vào mỗi đêm khiến con mèo ăn không ngon ngủ không yên. Để thể hiện bọn chúng là băng côn đồ vĩ đại nhất, gã cầm đầu đã yêu cầu hai tên lính hít đất 37 cái để lấy le. Để ngăn cản bọn chúng, Wendy liền thay đổi bộ phục trang và trở thành nữ thần của băng mông lắc, nhưng điều này khiến cho Kala không hề vui chút nào. Cô bé Thiên Long đã dùng lòng tốt để thuyết giảng cho những con chiên của mình. Tuy nhiên, bọn chúng cũng muốn Erza phải mặc trang phục của băng mông lắc để thuyết phục được bọn chúng. Không một chút do dự nào, Titana liền mặc bộ đồ vào và dạy cho chúng một bài học. Trong lúc Erza và Wendy đánh lạc hướng thì Kana và Kala đi tìm tung tích chiếc đồng hồ đang được ẩn giấu đâu đó bên trong thư viện này. Trận đấu của Nasu đã khởi sắc hơn khi cậu đã tấn công được Dan nhưng mà anh ta đã chế giễu Hỏa Long rằng 7 năm mất tích đã khiến cậu yếu đi. Hai người họ đã kéo nhau đến thánh đường của Zentoria. Một lần nữa Hỏa Long lại trúng đòn thu nhỏ của Dan. Trong lúc chạy loạn để né ngọn lửa của Romeo thì Happy không biết vô tình hay là cố ý lại đè bẹp thằng Nasu một cách đáng thương. Erza cho rằng băng mông lắc chỉ là côn đồ nửa vời. Nếu muốn làm côn đồ thật sự thì tên thủ lĩnh phải chứng minh bằng cách hít đất 100 cái làm gương cho thuộc hạ. Hắn ta quả nhiên đã làm theo lời của Erza nói. Tại thánh đường, Dan muốn nhân cơ hội này để cưới Lucy. Nhận ra mê gái là điểm yếu của hắn ta, Happy và Michelle liền nghĩ ra kế hoạch và cho nhỏ tóc vàng làm mồi nhử. Lucy liền dùng mỹ nhân kế và đã thành công. Nasu xuất hiện trở lại vào đúng lúc này và nhờ ngọn lửa của Remo hỗ trợ Hỏa Long tung một đòn đấm khiến cho Dan bay lên tận trần nhà. Huy hiệu của Zentopia cũng nhờ đó mà bị phá hủy để lộ ra mảnh đồng hồ thứ ba. Sau tất cả những khó khăn phải trải qua, nhóm của Lucy cũng đã thành công. Trong khi đó tại thư viện thì không hít đất nổi 100 cái nên là băng mông lắc quyết định chơi bẩn. Bọn chúng cùng nhau hợp sức và xì hơi khiến cả thư viện ngập trong thứ không khí dơ bẩn hôi thám đó. Trong lúc tránh né, Kana đã vô tình tìm thấy một lối đi bí mật sau tủ sách và tìm được mảnh đồng hồ thứ tư. Biết rằng nhóm pháp sư của Fairytale đã tìm ra kho báu, băng mông lắc đã đánh lén nhằm cướp đi bộ phận của chiếc đồng hồ. Đòn tấn công ấy khiến Erza điêu đứng, Kana và Kala cũng chẳng khá hơn. Tức giận vì bông hoa mình thích đã bị héo úa, Erza ra một đòn chí mạng tiễn vong băng mông lắc. Vậy là pháp sư Fairytale đã có được 4 mảnh của chiếc đồng hồ. Gesu trong lúc đang tìm kiếm mảnh thứ 5 thì ngừng lại vì phát hiện ra có kẻ đang theo dõi. Kẻ đó chính là Isis Samuel, một con mèo cực kỳ thông minh. Tập 13. Dan cũng đã tỉnh dậy nhưng mà anh ta đã nhận thua và bắt đầu kể chuyện vì sao quân đoàn Plagon muốn đoạt những mảnh đồng hồ từ tay Fairytale. Tại thành phố Kera, nơi từng có một nhóm hiệp sĩ đáng tin cậy và gia đình của Dan có truyền thống nhiều đời làm hiệp sĩ. Họ cùng nhau bảo vệ thành phố và nhà thờ. Tuy nhiên thảm họa đã ập tới, cuộc nội chiến diễn ra và chia đôi thành phố.
Trận chiến kết thúc sau nửa ngày và chẳng ai bị xây xát gì cả. Đúng vậy, nãy giờ các bạn đang nghe câu chuyện tào lao mà thằng mẹ gái đó kể đó. Câu chuyện chính lúc này mới bắt đầu nè. Cô gái mà Dan yêu rất giống với Lucy. Tuy nhiên sau trận chiến ấy cô đã mất tích. Nhưng thật ra cô ấy vì quá sợ hãi với cái tật mê gái của thằng Dan nên đã bỏ xứ ra đi. Câu chuyện quá trời ơi là tào lao luôn. Vậy mà cũng có người ngồi nghe tôi kể. Sau cho cùng, gã chiến binh bảo rằng không thể tiết lộ bí mật của quân đoàn Plagon. Coi chôn sống nó được chưa? Trong lúc đó, tại khu vực của nhóm Gazer, trận đấu giữa hai Exit cũng đã sắp nổ ra. Giống như Lily, Samuel cũng có kỹ năng hóa thành thân thể chiến binh. Trong lúc cả hai giao đấu thì Gazer đã tìm được vị trí của nơi cất giấu mảnh đồng hồ. Samuel vừa có trí thông minh bẩm sinh lại được quân đoàn Plagon huấn luyện nên là đã phần nào nắm thóp được Lily. Gazer dùng sức mạnh của mình di chuyển chiếc kim đồng hồ bằng đá bên trong tàn tích khiến mặt nạ của chiếc đồng hồ hiện ra. Tuy nhiên, khi Thiết Long lấy mặt nạ của chiếc đồng hồ ra khỏi đó đã kích hoạt 7 bảo vệ. Một con bạch tuộc bằng máy trồi lên từ mặt đất và đuổi theo bọn họ. Bên ngoài, Samuel cũng đã khống chế được Lily. Sarugi đã phối hợp với nhau và nhằm đánh bại con bạch tuộc nhưng họ đã bị hạ gục. Gazer lúc này quyết định ra tay. Với xét long thuật, anh ta chẻ đôi con bạch tuộc máy một cách dễ dàng. Samuel tức điên lên vì những kế hoạch cậu ta tính đã bị đổ vỡ. Lily liền lợi dụng sơ hở và đánh bại Samuel. Hai Exit cũng đã trở nên thân thiết hơn, nhưng vì con mèo của quân đoàn Plagon quá phiền phức nên là Lily đã tiễn dòng cậu ta đi bằng một suốt. Trong khi đó, nhóm gia đình của Mirogen dường như đã kiếm được mảnh đồng hồ cuối cùng mà không hề gặp chút khó khăn nào. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, Hiu với chiếc đũa cơm nguội phiền phức trên tay đã ra mặt. Cuộc chiến đấu của ba trẻ em có vẻ sẽ không được dễ dàng cho mấy. Khác với những người khác có vẻ như Dan và Coco đã không còn ác ý với nhóm Rasu nữa, nhưng mà Piro đã xuất hiện và thấy thuộc hạ của mình đang vui vẻ với kẻ thù. Rõ ràng điều này làm ông ta không vui cho lắm. Gã bạch tuộc cũng đem theo chiếc kim đồng hồ vì mục đích nào đó. Tập 14. Con bạch tuộc của Piro không hề thân thiện so với vẻ ngoài của nó. Chất độc mà nó phun ra có thể làm tan chảy cả mặt đất. Rasu không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lao vào tấn công nhưng mà lớp da của nó quá cứng khiến cậu bị bật lại. Không chỉ tấn công Rasu, Piro còn chẳng quan tâm nếu đòn tấn công của thú cưng chúng thuộc hạ của mình. Ông ta nói rằng là một chiến binh của Plagon việc hy sinh là tất yếu. Lucy không đồng tình với quan điểm này liền phản đối ông ta khiến cho cô cảm động. Tại trận chiến của ba chị em, tức giận vì bị Mirazen chế giễu, cô ta đã dùng kỹ thuật cấm của chiếc đũa cơm nguội tách quỷ hồn Satan ra khỏi cơ thể của Mirazen và sai khiến nó. Sức mạnh của quỷ hồn Satan là quá mạnh, thậm chí với hình dạng quái thú Eflaman cũng chẳng làm gì trước linh hồn quỷ của chị gái mình. Trong khi đó, dù Samuel bị Lily đá tung đích nhưng mà cậu ta vẫn bám theo và làm phiền nhóm Sarugi và Gazer. Tuy vậy, cậu ta không hề có ý định lấy cắp bộ phận của chiếc đồng hồ. Thứ mà Samuel muốn chỉ là nói chuyện riêng với người tiền bối Exit của mình là Lily. Nhóm của Erza đang vận chuyển mảnh đồng hồ đến chỗ của Lucy. Từ lúc bọn họ gặp băng mông lắc thì cả bọn đã bị tiêm nhiễm bởi hành động kỳ lạ của bọn chúng. Carla dù rất ghét băng mông lắc nhưng mà cô hoàn toàn không thể từ chối Erza nếu không muốn thành mèo quanh lửa hồng. Sau tất cả, cuối cùng Erza cũng đã có một khoảng thời gian yên bình để thưởng thức buổi dã ngoại trong mơ. Thì ba tên kỳ dị khác lại xuất hiện. Bọn chúng tự xưng là băng ngực lắc. Hết mông rồi tới ngực, mấy ca này chắc là được bệnh viện trả về quá. Bọn chúng còn cả gan ăn những chiếc bánh sandwich của chị đại Fairytale. Kỳ này là tụi mày tới cục mất rồi. Quay trở lại trận đấu của ba chị em, chứng kiến quỷ hồn Satan đang bị kiểm soát và làm hại hai đứa em yêu dấu, Mirazen đã xuất hiện với một diện mạo mới cực ngầu lòi. Quỷ hồn Humphrey là sức mạnh thực sự của cô, thậm chí sức mạnh này đã bị hội trưởng Macaro cấm sử dụng. Trong lúc đó, tại nhóm của Lucy, dù mọi người đã cùng nhau phối hợp nhưng mà hoàn toàn chẳng khiến cho Piro phải bận tâm. Gã ta nói rằng bản thân được tổng giám mục của Zentopia giao lệnh thu nhập lại các mảnh vỡ của đồng hồ. Khi tập hợp đủ, chúng được gọi là đồng hồ vô cực. Mỗi 100 năm một lần đồng hồ vô cực sẽ giải phóng năng lượng ma pháp được tích tụ. Nếu 6 mảnh của nó được tập hợp thì tận thế sẽ đến. Tuy nhiên, nói sư không tin rằng Zentopia là những người tốt. Rất có thể họ đang âm mưu gì đó với những mảnh vỡ của đồng hồ vô cực. Ở hậu quán, Kinana bỗng nhiên bị mất kiểm soát và nghe được điều gì đó và ngất đi. Điều này làm các thành viên ở hội lo lắng cho tình trạng của cô. Quay lại trận chiến của Mirazen, trong hình dạng mới cô hoàn toàn áp đảo mặc dù quỷ hồn Satan có sức mạnh không phải dạng vừa. Mặc dù Mirazen chỉ khởi động sơ sơ nhưng mà cô ấy đã đánh bại Hugh mà chẳng nhận lấy một tí tổn thương nào cả. Vì muốn lấy lại kỹ vật của bố, Lucy cùng với Romeo đã phối hợp chói chặt con bạch tuộc và tạm thời hạ gục nó. Khi đà cản mũi bị hạ gục cũng là lúc mà nó sẽ quyết định đánh nghiêm túc với Piro. Samuel tiết lộ với Lily rằng cậu ta cảm thấy có điều gì đó không đúng ở quyển sách chìa khóa tinh không. Chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra nếu các mảnh đồng hồ được tập hợp đủ. Tập 15. Các mảnh đồng hồ phát sáng và bắt đầu cộng hưởng với nhau. Thời gian không còn nhiều, Nasu muốn nhanh chóng đòi lại chiếc kim đồng hồ cho Lucy. Cô tấn công Piro nhưng mà đã bị ông ta vô hiệu hóa sức mạnh pháp thuật. Hỏa Long hoàn toàn lép vế và bị hắn ta cho ăn đòn trừ cơm. Từ đâu đó, Jackbox xuất hiện và muốn chen ngang vào trận đấu. Kinana đã tỉnh dậy, một bí mật được cô ấy tiết lộ. Bản thân của cô đã bị một câu thần chú ếm lên và không nhớ gì về quá khứ ngoài việc cô từng là một con rắn.
7 năm trước khi cuộc chiến định mệnh trên đảo Taro vẫn chưa diễn ra, hội chủ Makoro đã tìm thấy Kenana trong hình dạng một con rắn có dấu hiệu bị nguyền rủa, và khi hóa giải lời nguyền, con rắn đã biến thành hình dạng của một cô gái. Kenana nói rằng một người bạn đã hứa với cô một điều gì đó, ngoài ra cô ấy còn có thể nghe một giọng nói kỳ lạ bên trong đầu. Ông già nói rằng nếu ký ức là rắn trở lại, mọi thứ sẽ không còn màu hồng đối với Kenana nữa. Dường như Lucy cảm nhận được một giọng nói bí ẩn từ đâu đó, Natsu lúc này cũng đã dần nóng máy, cầu luyên thuyên gì đó về tình bạn và bắt đầu lao vào, nhưng mà kết quả vẫn bị Piro cho ăn đòn khá đau. Nhưng dù vậy, Natsu vẫn đứng dậy và không hề chịu cúi đầu. Điều này khiến cho Dan và cô ngưỡng mộ và nghi ngờ rằng liệu mục đích của Zentopia có phải là điều đúng đắn khi coi Fairy Tail là kẻ thù. Thực tế vẫn là thực tiễn, đối với Piro, giáo lý và lý tưởng là hai thứ quan trọng nhất, thậm chí sẵn sàng bỏ mạng để hoàn thành sứ mệnh của mình. Natsu đã lấy lại được sứ mệnh nhờ vào những ngọn nến xung quanh lăng mộ. Lúc này tại tòa thánh của Zentopia, các hồng y đã được triệu tập để tham gia nghi lễ sáng lập. Lavender, một người nắm vị trí quan trọng của giáo phái Zentopia chỉ sau tổng giám mục, cho rằng trong hàng ngũ đã xuất hiện kẻ phản bội làm lộ thông tin về đồng hồ vô cực ra ngoài. Natsu dù có lấy lại bao nhiêu sức mạnh từ những ngọn nến vẫn bị Piro coi như là một cái bao cát tập luyện. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hỏa Long luôn luôn đứng dậy dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần. Michelle và Happy cả Romeo bắt đầu phản đối thứ lý tưởng ngu ngốc coi thường mạng người của Piro. Những điều này làm gã ta nổi giận và bắt đầu dùng pháp thuật tấn công mạnh nhất để tấn công vào các pháp sư của Fairy Tail. Nhưng Coco xuất hiện và làm trịch hướng đòn tấn công. Sau khi chứng kiến những lời nói của các pháp sư Fairy Tail, cô đã quyết định đứng lên vì họ. Nhưng gã bạch tuộc thì vẫn cứng đầu và cố chấp. Gã muốn lạm quyền và xử tử Coco ngay lập tức. May mắn thay, Eraser đã kịp thời xuất hiện và bảo vệ cho cô bé bằng chiếc khiên của mình. Các nhóm còn lại của Fairy Tail cũng xuất hiện, thế trận đảo chiều về phía của các tiên tử. Lần lượt các thành viên tung đòn tấn công về phía gã bạch tuộc, nhưng mà chỉ bằng một cái phất tay, Piro đã hoàn toàn vô hiệu hóa được tất cả pháp thuật của các hộ viên Fairy Tail. Lucy cảm nhận được lời nói bí ẩn một lúc rõ hơn, tiếng nói ấy phát ra từ chiếc kim đồng hồ. Thời gian đã hết, hỗn loạn đã đến, chiếc kim đồng hồ phát sáng và kết hợp những mảnh đồng hồ còn lại thành một khối hoàn chỉnh. Tiếng chuông của nó phát ra làm cho mọi người khắp nơi hoảng sợ. Lúc này từ trong bóng tối, những kẻ chủ mưu đã thực sự xuất hiện. Tập 16. Bọn chúng tự xưng là Orison Sir, tái sinh, và người cầm đầu chính là Midnight. Hắn chính là kẻ đã đứng đằng sau giật dây cho cuộc chiến giữa quân đoàn Plagon và các pháp sư của Fairy Tail. Natsu cùng với Dan và Piro lao đến đường tấn công Midnight, nhưng mà hắn đã dùng thứ ma thuật kỳ quái còn mạnh hơn trước nữa. Ngay cả tấm khiên hay là vô hiệu hóa phép thuật của gã bạch tuộc cũng chẳng làm gì được hắn. Lucy nhận ra bọn họ đã bị Orison Sir lợi dụng và vô tình tìm kiếm giúp bọn chúng những mảnh đồng hồ ở khắp nơi. Natsu tức giận và phun lửa vào phía bọn chúng, tuy nhiên đã bị chặn lại bởi phong thuật của Erigor. Diện mạo của hắn ta đã thay đổi hoàn toàn sau 7 năm. Korra và Racer là hai thuộc hạ được Midnight cử ra để chiến đấu nhằm thể hiện sức mạnh để răn đe. Tên Racer Boy giờ đây đã mạnh lên với tốc độ bàn thờ của mình, còn Korra có thể dùng âm thanh mà hắn nghe thấy để tấn công đối thủ. Eraser và Gray thì còn kinh ngạc hơn khi không phải là đối thủ của Erigor. Dan mặc kệ lý tưởng và phe phái đứng ra bảo vệ cho Lucy và Michelle. Nhưng khi thấy hai cô gái của phe địch đẹp hơn, anh ta lại lên cơn bệnh mê gái của mình. Angel, cô gái đã từng thua Lucy trước đó, giờ đây đã sở hữu một loại ma thuật mạnh chưa từng thấy. Bằng những đồng xu, Angel triệu hồi thiên sứ và tấn công các hội viên của Fairy Tail lẫn quân đoàn Flagger. Hội đồng đã nhận được thông tin về đồng hồ vô cực và Orison sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, gã đứng đầu hội đồng pháp thuật dường như rất căm ghét Fairy Tail và muốn trừng phạt bọn họ. Flaha, người của đội thực thi bắt giữ, đã thông báo với hội đồng về việc Orison đã thực sự tái xuất. Có kẻ nào đó đã giúp cho Korra trốn thoát khỏi nhà giam của hội đồng, và người tiếp xúc gần đây nhất với anh ta là một linh mục do đại giáo đường Zentopia gửi đến. Natsu tỉnh dậy và hú hồn khi thấy mặt của lão biến thái Ichiya. Blue Pegasus đã xuất hiện và cứu nguy kịp lúc cho những chiến hữu của mình. Một lần nữa, có thể bọn họ lại cùng sát cánh bên nhau để chiến đấu với Orison như 7 năm trước. Michelle cảm thấy một việc xảy ra là do bản thân cô, nhưng Lucy đã an ủi và ôm cô em gái của mình vào lòng. Cô vẫn không hiểu rằng vì sao bố của cô lại giao chiếc kim đồng hồ ấy cho mình. Sau tất cả, cuối cùng nhỏ tóc vàng cũng đã hiểu ra rằng họ không nên ghép các mảnh đồng hồ lại, nhưng mà mọi thứ đã quá trễ. Lucy cho rằng đó cũng là lỗi của mình vì mong muốn giải mã những ký tự bên trong chiếc kim đồng hồ. Nhưng Natsu và những thành viên còn lại có vẻ không quan tâm mấy. Họ cùng nhau an ủi nhỏ tóc vàng như mọi khi. Bất cứ lúc nào Lucy buồn, những người bạn thực sự luôn có mặt ở đó. Piro trở lại về giáo đường và mong muốn gặp tổng giám mục để hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị chặn bởi giáo chủ Flamponte. Mọi hành động của tên giáo chủ này làm cho quân đoàn Plagon cảm thấy khó chịu. Hắn ta đã giao nhiệm vụ mới cho quân đoàn Plagon và bắt giam Coco vì dám phản bội giáo lý của Zentopia. Đồng hồ vô cực vang lên khiến cho mọi người hoang mang. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cùng chờ đón ở video tập sau nhé mọi người ơi. Bye bye và hẹn gặp lại. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả.
trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.